máy hâm sữa và thức ăn hàng the first years, hàng thị trường Mỹ, cho nên dùng điện 110 nha. Cho nên ở Việt Nam muốn dùng với cái này thì phải dùng thêm một biến biến thế, một biến áp đổi điện từ 220 ra 110. Nếu mà gắn trực tiếp 220 là cháy đó nha. Mà cái máy này thì là nó không có tính năng tự động ngắt điện, cho nên mà khi sau khi mà mình đun nước mình nó đun xong rồi là phải tự tắt điện đi, chứ máy không có tự ngắt.